Ngày 14 tháng 9, Chi bộ Dân vận, Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 9 trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Đây là chi bộ được Đảng bộ khối dân đảng chỉ đạo để tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, sau khi nghe thông qua báo cáo kết quả hoạt động chi bộ về công tác đảng, chuyên môn của chi bộ và các cơ quan, các đảng viên trong chi bộ đã được nghe triển khai nội dung, kỹ năng sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, cùng tham gia thảo luận góp ý vào các ứng dụng trong sổ tay đảng viên điện tử. Ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử có chức năng cung cấp thông tin, các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy đảng cơ sở, cung cấp các tính năng hỗ trợ sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, công tác nghiên cứu, học tập các chỉ thị, kết luận của đảng, v.v. Để bảo đảm việc sử dụng sổ tay đảng viên điện tử thống nhất, hiệu quả trong toàn đảng bộ khối, Đảng ủy khối dân đảng yêu cầu chi bộ trực thuộc thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, ra soát, chuẩn hóa thông tin đảng viên trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Giao chi bộ, ban tuyên giáo, ban dân vận, trung tâm chính trị tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử trong tháng 9 năm 2022. Các chi bộ trực thuộc đảng ủy khối thực hiện sinh hoạt đại trà theo quy định trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử từ tháng 10 năm 2022.